Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, gần nửa thế kỷ trước, ngày 20 tháng 11 năm 1971, lần đầu tiên một pháo đài bay B-52, niềm tự hào của Mỹ bị bắn trúng trên bầu trời. Đây là sự kiện bùng nổ dư luận lúc bấy giờ, bởi ai cũng hiểu độ trâu bò và bá đạo của B-52 là như thế nào. Mỹ gọi nó là pháo đài bay bất khả xâm phạm, chưa từng thua trận, chưa từng bị bắn rơi bởi bất cứ khí tài nào. Vậy mà nó đã thua trên bầu trời Việt Nam bởi chiếc MiG-21 do một phi công Việt cầm lái. Khoảnh khắc định mệnh ấy đã tạo nên tiếng vang cho Việt Nam và trở thành mồ chôn sự nghiệp của nhiều sĩ quan Mỹ. Đó là nỗi nhục mà Hoa Kỳ cần phải che giấu. Vậy nên phải mất tới 47 năm sau, câu chuyện về ngày ấy mới được làm sáng tỏ và lý do hàng loạt sĩ quan Mỹ mất ghế sau vụ việc là do đâu. Xin mời anh em hãy cùng Hồi ức Thời chiến đi tìm hiểu về câu chuyện đó trong chuyên mục ngày hôm nay. Vâng, và người anh hùng mà tôi đang nhắc tới ở đây chính là phi công Vũ Đình Dạng, người đầu tiên của Việt Nam và cả thế giới bắn trúng pháo đài bay B-52. Thời điểm mà thông tin B-52 bị hạ bởi một chiếc MiG-21 truyền về Tổng bộ Hoa Kỳ, cả bộ chỉ huy của chúng chết lặng vì bất ngờ. Quân Mỹ khó lòng chấp nhận nổi việc niềm tự hào của mình cứ thế bại trận bởi một chiếc MiG-21 lỗi thời do một gã Việt Nam nhỏ bé điều khiển. Chúng nhanh chóng ém nhẹm chuyện này với truyền thông, bưng bít để không ai biết về nỗi nhục nhã này. Hoa Kỳ coi đó là một sự cố kỹ thuật của máy bay B-52, chứ không công nhận khả năng của phi công trẻ Việt Nam. Nhưng dù thế thì cuối cùng không chỉ một mà là nhiều chiếc B-52 lần lượt rơi trên bầu trời Việt Nam, phá tan giấc mộng đưa Hà Nội về thời kỳ đồ đá của chúng. Phải tới nhiều năm sau chiến tranh, người Mỹ mới thừa nhận là phi công lái MiG-21 đầu tiên trên thế giới đã tiếp cận được với B-52 và bắn thẳng vào pháo đài bay bất khả xâm phạm của Mỹ. Thời điểm đó không thấy xác máy bay, không bắt được giặc lái. Phía Việt Nam hoàn toàn không có thông tin nào về số phận pháo đài bay B-52 bị phi công Vũ Đình Dạng bắn. Và cho đến 47 năm sau, tháng 10 năm 2018, cựu phi công chiến đấu Vũ Đình Dạng mới bắt sống được ông David Robert Volker, người lái chiếc máy bay B-52 năm đó. Khi ông Volker đến Việt Nam cùng nhóm cựu phi công chiến đấu Hoa Kỳ, hai cựu thù trao đổi về những uẩn khúc của tình huống đêm hôm đó và câu chuyện được mổ xẻ từ các góc độ chuyên môn sâu mà chỉ có những người trong cuộc mới diễn tả được. Tại sao đêm đó MiG-21 lại tiếp cận được B-52? Hệ thống phòng thủ bảo vệ B-52 của Mỹ đã mắc phải những sai lầm nào? Kết quả của trận đánh đối với số phận của những người trong cuộc và cái giá phải trả? Lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh, Mỹ dùng máy bay B-52 ném bom giải thảm vào khu vực miền Nam Việt Nam. Sau đó một tháng, Bác Hồ đến thăm bộ đội phòng không Hà Nội, người căn dặn: dù đế quốc Mỹ có lắm súng nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay là B gì đi chăng nữa thì ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chưa nhiều hơn thì ta cũng đánh, mà đã đánh là phải nhất định thắng. Ngày 12 tháng 4 năm 1966, Mỹ sử dụng máy bay chiến lược B-52 ném bom khu vực đèo Mụ Dạ, Quảng Bình, mở đầu việc đánh phá của B-52 đối với miền Bắc Việt Nam. Bác Hồ đã chỉ thị cho đồng chí Đặng Tính, chính ủy quân chủng phòng không không quân: B-52 đã ném bom miền Bắc, phải tìm cách đánh cho được B-52. Trách nhiệm này bác giao cho các chú phòng không không quân. Chấp hành chỉ thị của bác, quân chủng phòng không không quân đã tổ chức sưu tầm các tài liệu về B-52 và cử nhiều tổ công tác gồm các cán bộ giỏi, có kinh nghiệm, đem theo phương tiện trinh sát kỹ thuật hiện đại vào khu 4, nơi có B-52 đang hoạt động, để nghiên cứu thực tế và tìm hiểu qua màn hình của radar, tìm hiểu những thủ đoạn hoạt động và cách gây nhiễu của máy bay B-52. Sau những đợt khảo sát thực tế, quân chủng phòng không không quân đã cho ra đời tập tài liệu về cách đánh B-52, cuốn Cẩm nang bìa đỏ về cách đánh B-52. Cho tới năm 1971, đế quốc Mỹ tăng cường cho pháo đài bay B-52 đánh phá các tuyến đường khu 4 của ta nhằm ngăn chặn chi viện sức người và trang bị kỹ thuật của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Lực lượng không quân được tăng cường vào trực chiến ở các sân bay dã chiến khu 4. Hồi đó hầu hết máy bay ném bom B-52 vào ném bom giải thảm vùng Cán Song, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đều xuất phát từ căn cứ Utapao của Thái Lan. Nắm được điều đó, quân ta đã khéo léo tạo bẫy bằng cách mỗi khi B-52 xuất hiện thì cho một chiếc MiG-21 cất cánh từ sân bay ở quân khu 4 lên đánh chặn, rồi hạ cánh tại các sân bay phía Bắc và chỉ đánh ban ngày. Cơ quan tác chiến của Mỹ nhận ra quy luật, MiG-21 không có khả năng đánh đêm, luôn luôn chỉ có một chiếc phục kích trong vùng Cán Song. Lên đánh chặn xong thì sẽ quay ra Bắc. Quân Mỹ nghĩ rằng Bắc Việt đã hết MiG trực đánh đêm từ các sân bay Tiền Tiêu. Biết được điều đó, quân ta đã tạo ra một cái bẫy. Nhận thấy oanh tạc cơ chiến lược B-52 giảm phi vụ đánh ngày, tăng cường đánh đêm, ta bắt đầu ra đòn. Và hồi 19 giờ 40, tối ngày 20 tháng 11 năm 1971, thấy có tín hiệu B-52,
Sở chỉ huy lệnh cho phi công Hoàng Biểu ở sân bay Vinh lên đánh chặn, rồi ra sân bay Nội Bài hạ cánh. Còn ông Vũ Đình Dạng nằm phục tại sân bay Anh Sơn. Nghĩ rằng không còn MiG nữa nên một tiếng sau, 20:40, tốp Anh tạc cơ B-52 thứ hai của Mỹ ung dung bay vào. Tốp này do chính ông Volker chỉ huy, mang tên là Cooper, gồm 3 chiếc B-52, bay ở 3 độ cao, mỗi chiếc cách nhau 15 giây bay. Biên đội Cooper xuất phát từ sân bay Utapao, Thái Lan, hướng về Việt Nam, được một biên đội tiêm kích F-4 bay yểm trợ để chặn MiG. Lúc đó do chủ quan nghĩ rằng không có MiG nữa, nên tốp B-52 chủ quan mở cả đèn bay để giữ đội hình. Vừa cất cánh lên, máy bay số 1 của Volker bị hỏng radar. Bình thường, Volker mở một lúc hai kênh liên lạc, nhưng hôm đó run rủi thế nào, Hoa Tiêu quên mở kênh cảnh giới từ Hải quân, nên mọi thông báo nguy hiểm về tiêm kích MiG-21 đều không được thông tin. Khi đó, để đối phó với tên lửa phòng không SAM-2 và MiG-21 của ta, mỗi chiếc B-52 có 15 máy gây nhiễu. Nhưng hôm đó, sĩ quan tác chiến điện tử chủ quan tới mức tắt cả máy gây nhiễu chống radar của MiG. Thậm chí khi bị MiG của ta tấn công, xạ thủ Đại Liên ở đuôi chiếc B-52H của Volker còn đang ngủ gật. Tổ lái một chiếc B-52 gồm 6 sĩ quan điều khiển và một hạ sĩ quan xạ thủ Đại Liên. Thông thường khi vào vùng nguy hiểm, B-52 phải bật bẫy nhiệt đeo bằng dây cáp dưới bụng để nhử tên lửa tầm nhiệt. Rất nhiều tên lửa của ta đã mặc bẫy này, nhưng hôm đó cả 3 chiếc đều không bật bẫy nhiệt. Hồi 20:40 từ sân bay Anh Sơn, phi công Vũ Đình Dạng được lệnh cất cánh theo đúng như phương án. Bay thấp để đảm bảo bí mật, hạn chế liên lạc qua máy đối không. Khi cách mục tiêu khoảng 15 km, anh được lệnh của SCH vứt dầu phụ, bật radar và để tránh hệ thống cảnh báo của Hải quân Mỹ. Anh ta tắt liên lạc với sở chỉ huy. Khi đến địa phận Đồ Lương bắt được mục tiêu, anh tăng độ cao để tiếp cận. Khi cách mục tiêu 10 km, anh bật radar lên và sững sờ thấy màn hình xuất hiện tới 3 chiếc B-52. Thời cơ cực kỳ quý hóa. Khoảng cách lúc này từ MiG-21 đến chiếc B-52 số 3 trong đội hình khoảng 6 km. Máy bay MiG-21 bay thấp hơn đội hình B-52. Vũ Đình Dạng kéo máy bay lên cao và bám chiếc B-52 khác. Anh xin phép công kích. Trung tá Trần Hành ở SCH tiền phương B-8 cho phép và động viên anh bình tĩnh công kích. Khi cách mục tiêu 2 km, Vũ Đình Dạng phóng một quả tên lửa tầm nhiệt K-13 và thấy vết nổ ở cánh chiếc B-52. Đó chính là chiếc B-52H của Volker. Sau khi phóng tên lửa vào chiếc B-52 Volker, phi công Vũ Đình Dạng điều khiển chiếc MiG-21 vọt lên cao. Thấy bên phải có chiếc B-52 nữa, lưng nó nhấp nháy đèn, anh lao xuống phóng quả tên lửa thứ hai, rồi luồn qua đám F-4 bảo vệ và hạ cánh ở sân bay Anh Sơn ở Nghệ An. Tuy còn cách mục tiêu 30 phút bay, nhưng khi bị MiG-21 của ta tấn công, tốp B-52 vội chốt bom để tháo chạy. Về đến Utapao, Volker mới biết thùng dầu phụ bên cánh trái bị bắn thủng, dầu bên cạnh đó mất sạch. Ngày 20 tháng 11 năm 1972, Volker và các phi công B-52 cảm thấy như gặp cơn địa chấn vì lần đầu tiên trên thế giới, máy bay B-52 bị thương do MiG-21 tấn công. Ông nói từ cái đêm đáng nhớ ấy, ông luôn mang theo hai kỷ vật, chiếc mũ calo và chiếc kính râm mà ông đã dùng khi chụp ảnh tổ bay B-52 ở Utapao như là bùa hộ mệnh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới B-52 bị MiG tiếp cận và bắn trọng thương. Ông Bob Lemon, phi công lái các chuyến bay chuyên cơ cho các chỉ huy cấp cao nhất của không lực Hoa Kỳ lúc đó, người được chứng kiến hệ quả của cơn địa chấn do MiG-21 của Bắc Việt Nam lần đầu tiên tấn công và suýt bắn rơi B-52 của Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược Mỹ SAC kể lại. Lần đầu tiên MiG-21 Bắc Việt Nam xuất kích bất ngờ, tiếp cận không bị phát hiện và công kích trực tiếp vào đội hình B-52, thực sự gây sốc cho toàn bộ Không quân Chiến lược Hoa Kỳ. Phía Mỹ buộc phải tạm dừng sử dụng B-52 đánh vào khu 4 của Bắc Việt Nam trong một thời gian dài. Phi công Volker sau này cho biết, hàng loạt sĩ quan chỉ huy liên quan bị cách chức. Không quân Mỹ phải dừng toàn bộ hoạt động của B-52 trong 4 tháng để nghiên cứu, chấn chỉnh lại các chỗ hở về kỹ thuật và chiến thuật của thứ pháo đài bay siêu hạng này. Và đó là lý do báo chí phương Tây im re, hoàn toàn không biết tới sự việc này. Bởi thế phía ta không có thông tin nào về số phận của hai chiếc B-52 bị bắn trúng đêm ngày 20 tháng 11 năm 1971. Đầu năm 1973, sau chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, một tù binh đã lái chiếc B-52H xấu số hôm đó mới khai là nó bị bắn trúng thùng dầu phụ nhưng vẫn lết được về sân bay. Ông David Robert Volker cho biết, ông rất mừng rằng phi công Vũ Đình Dạng đã không bắn trúng. Cả phi đội bay đều rất mừng vì điều đó. Trong thời gian sau đó, họ trở nên cẩn trọng hơn trong việc theo dõi và phát hiện máy bay MiG-21. Ông Volker chia sẻ, cuộc đụng độ đầu tiên trên không đó khiến chúng tôi tin rằng việc bị bắn trúng bởi máy bay MiG-21 là hoàn toàn có thể xảy ra. Trước đây việc này là chưa từng xảy ra. Nếu hôm đó ông Dạng bắn rơi chúng tôi tại chỗ,
thì hôm nay tôi không còn được ở đây mà nói chuyện cùng ông về chuyện ngày xưa nữa. Tôi và tổ bay 6 người trên B-52, mỗi người nợ ông một cuộc đời. Vũ Đình Dạng là phi công xuất sắc. Với chiếc máy bay lạc hậu hơn, nhưng ông ấy đã lập được chiến công lớn và đó là người anh hùng. Về phía ta, sau vụ tiếp cận và phóng tên lửa trúng B-52 của phi công Vũ Đình Dạng, những kinh nghiệm được rút ra là khi có cơ hội tiếp cận B-52, phi công phải liên tiếp phóng hai tên lửa K-13 vào chỉ một chiếc B-52 thì mới có thể bắn rơi mục tiêu tại chỗ. Kinh nghiệm này được phi công Phạm Tuấn áp dụng và bắn rơi tại chỗ chiếc B-52 vào tháng 12 năm 1972. Nhiều người vẫn nghĩ phải bắn rơi tại chỗ máy bay địch mới là mục tiêu cao nhất, nhưng đại tá phi công Từ Đễ, anh hùng lực lượng vũ trang cho rằng hoàn thành nhiệm vụ mới là mục tiêu cao nhất. Mục đích của việc đánh B-52 là làm cho nó không dám bén mảng ra Bắc, cản trở đường Trường Sơn. Nên việc khiến B-52 phải dừng bay ở 4 tháng đã là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chiếc B-52 thứ hai bị trúng tên lửa không rõ số phận ra sao, nhưng chiếc B-52 của Volker bị tháo rời cất vào kho, sau đó lấy phụ tùng. Theo quy định của hàng không quân sự quốc tế, trường hợp này xếp vào loại bị bắn hạ. Nực cười ở chỗ khi tham chiến tại Việt Nam, Mỹ không bao giờ liệt những trường hợp này vào hàng bị bắn hạ, mà như chỉ coi là máy bay hết niên hạn, bị gạch số khỏi sổ bay, nghĩa là không chịu công nhận máy bay của họ đã bị ta vô hiệu hóa hoàn toàn. Như vậy, Vũ Đình Dạng là phi công đầu tiên trong lịch sử bắn hạ B-52. Không rơi tại chỗ, vẫn bay được về căn cứ, nhưng sau đó phải loại biên và được tính là bắn hạ. Còn phi công Phạm Tuấn đã bắn rơi B-52 tại chỗ trong chiến dịch 12 ngày đêm vào cuối tháng 12 năm 1972, khiến Mỹ không thể cãi lý về việc máy bay của họ không bị hạ mà chỉ loại biên do sự cố kỹ thuật. Số lượng máy bay B-52 của Mỹ bị ta bắn hạ và con số được Mỹ công nhận chênh lệch nhau rất lớn, vì phía Mỹ khẳng định miễn là máy bay của họ về được sân bay có nghĩa là nó không bị hạ. Dù rằng sau đó nhiều máy bay bị thương nặng đến nỗi không thể cất cánh trở lại thêm bất cứ một lần nào nữa. Qua trận đánh này, tuy không bắn hạ B-52 rơi tại chỗ nhưng cũng rút ra được cách đánh, chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch 12 ngày đêm sau này. Còn đại tá Nguyễn Chuyên, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người đã dẫn đường cho phi công Vũ Đình Dạng trong trận đánh B-52 vào đêm 20 tháng 11 năm 1971 thì nhận định: trận đánh này có tác dụng rất lớn cho chiến dịch Quảng Trị, giúp chúng ta có thời gian dài vận chuyển vũ khí, khí tài và chuyển quân cho chiến trường Quảng Trị. Sau trận xuất kích đánh máy bay B-52 trên bầu trời khu 4 đêm 20 tháng 11 năm 1971, phi công Vũ Đình Dạng còn tham gia nhiều trận đánh đối mặt với không quân Hoa Kỳ trên bầu trời Hà Nội và tham gia chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm vào năm 1972. Ông Vũ Đình Dạng cho biết thêm: Đêm ngày 13 tháng 4 năm 1972, tôi trực chiến đấu ở sân bay Đà Phúc. Trời mưa tầm tã, màn mây thấp xệ hẳn xuống, tầm nhìn thì rất hạn chế. Khi ấy hệ thống radar phát hiện tốp B-52 đang bay từ Thái Lan qua Savanakhet, Lào vào Việt Nam. Sở chỉ huy cho tôi xuất kích săn lùng B-52, nhưng vì B-52 gây nhiễu quá mạnh và dày đặc nên sở chỉ huy dẫn đường nhưng tôi không thể phát hiện mục tiêu. Tôi phải đưa máy bay về hạ cánh trong điều kiện hết dầu, thời tiết xấu. Sở chỉ huy cho phép rời bỏ máy bay và nhảy dù. Tôi nhảy dù trong trời mưa, khi rơi xuống tiếp đất gần một bờ ruộng. Lúc đó trời vẫn mưa xối xả, lại trong đêm tối, tôi đã quấn dù kín người nằm thiếp đi bên bờ ruộng. Sáng sau có bà nông dân đi chợ, phát hiện ra phi công rơi liền hô hoán dân quân du kích. Cùng lúc đó tốp tìm kiếm tôi của quân chủng cũng vừa có mặt. Tôi được đưa lên xe về bệnh viện Đan Phượng trong tình trạng gần như kiệt sức. Giới chuyên gia nhận định, 4 năm từ năm 1968 đến 1972 là thời kỳ vàng của lứa phi công năm ấy để được huấn luyện, nắm vững tất cả các kỹ thuật, xử lý, tích góp kinh nghiệm không chiến. Nên khi bước vào mỗi trận đánh, các phi công ưu tú của ta hoàn toàn làm chủ được cả về sức khỏe, tâm lý và kỹ thuật. Giành chiến thắng bất ngờ khiến đối phương vẫn đeo đẳng câu hỏi vì sao bị bắn hạ trên bầu trời Hà Nội cho đến tận những năm hòa bình sau này. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển chi viện cho tiền tuyến trên đường mòn Hồ Chí Minh. Chiến công của phi công Vũ Đình Dạng là kinh nghiệm quý báu để Không quân Nhân dân Việt Nam hoàn chỉnh cách đánh B-52, góp phần đáng kể vào chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Và cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi đến phút cuối cùng của video. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.